Bấy giờ, cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn những gì gọi là phương tiện thiện xảo để Đại Bồ Tát thành tựu các việc làm của phương tiện thiện xảo ấy, thì nhất định có thể chứng đắc trí nhất thiết trí. Phật dạy, này thiện hiện nếu đại bồ tát từ khi mới phát tâm tu hành bố thí ba la mật đa dùng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí hoặc cúng dường như lai ứng tránh đẳng giác hoặc cúng dường độc giác hoặc cúng dường thanh văn hoặc cúng dường đại bồ tát hoặc cúng dường các sa môn bả la môn khác hoặc bố thí người ngoại đạo tu phạm hạnh hoặc bố thí kẻ bần cùng hành đạo khổ hạnh và người đến cầu xin hoặc bố thí tất cả người chẳng phải người vân vân thì đại bồ tát ấy thành tựu tác ý tương ưng trí nhất thiết trí như thế tuy hành bố thí nhưng không nghĩ tưởng việc bố thí không tưởng nghĩ người nhận không tưởng nghĩ người cho cũng không tưởng nghĩ tất cả ngã ngã sở vì sao? Này thiện hiện vì Đại Bồ Tát ấy quán tự tướng của tất cả Pháp đều không, không khỏi, không thành, không chuyển, không diệt. Nhập các Pháp tướng biết tất cả Pháp vô tác, vô năng, nhập các hành tướng. Đại Bồ Tát ấy thành tựu phương tiện thiện xảo như thế, luôn luôn tăng trưởng thiện căn thủ thắng. Do thiện căn thủ thắng thường tăng trưởng, nên có thể hành bố thí ba la mật đa, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật tuy hành bố thí nhưng chẳng mong cầu được quả của sự bố thí nghĩa là chẳng tham trước cảnh giới khả ái do việc bố thí mà được cũng chẳng ham cầu quả báo tốt đẹp trong sanh tử do bố thí mà được chỉ vì cứu hộ người không ai cứu hộ và muốn giải thoát cho người chưa giải thoát mà tu hành bố thí ba la mật đa lại nữa thiện hiện. Nếu Đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, dùng tác ý tương ưng trí nhất thiết trí mà thọ trì tịnh giới, thì tâm ý chẳng bị tham dục che lấp, cũng lại chẳng bị sân nhuế che lấp, cũng lại chẳng bị ngu si che lấp, lại cũng chẳng bị tùy phiền não, các triền và các pháp ác bất thiện khác là những thứ chướng ngại bồ đề che lấp. Đó là gian lẫn ác hoặc Phẫn nhuế, giải đãi, biệt tâm, loạn tâm, ác tuệ, các mạng, quá mạng, mạng quá mạng, ngã mạng, tăng thượng mạng, ti mạng, tà mạng, cũng thường chẳng khởi tác ý tương ưng thanh văn độc giác. Vì sao? Này thiện hiện vì Đại Bồ Tát ấy, quán tự tướng của tất cả Pháp đều không, không khởi, không thành, không chuyển, không diệt, nhập các Pháp tướng, biết tất cả Pháp vô tác, vô năng, nhập các hành tướng. Đại Bồ Tát ấy thành tựu phương tiện thiện xảo như vậy, nên luôn luôn tăng trưởng thiện căn thủ thắng. Do thiện căn thủ thắng thường tăng trưởng, nên có thể hành tịnh giới ba la mật đa, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật. Tuy hành tịnh giới mà chẳng mong cầu đắc quả tịnh giới, đó là chẳng tham trước cảnh giới khả ái do giữ giới mà được cũng chẳng tham cầu quả báo tốt đẹp trong sanh tử do giữ giới mà được chỉ vì cứu hộ người không ai cứu hộ và muốn giải thoát người chưa giải thoát mà tu tịnh giới ba la mật đa